sẽ tiếp tục cái chuỗi huấn luyện trong tuần này, và cái ngày ngày hôm nay là cái buổi huấn luyện cuối cùng trong cái chuyên đề dành cho những cái nhà phân phối mới, và đây là những kỹ năng rất là quan trọng dành cho nhà phân phối. Và buổi coaching trên ngày hôm nay là buổi cuối cùng, và đặc biệt rằng là nó rất là quan trọng, nên anh chị tác đội nhóm của mình vào, hoặc là ngay cả tất cả các anh chị cũng vậy, mình cũng cần phải ngồi ở đây để xem là có kiến thức gì hữu ích hay không, có thể vận dụng được hay không. Và Trinh tin chắc rằng mình sẽ vận dụng được rất là nhiều vào công việc Oriflame của chúng ta, hay là đơn giản trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, không chỉ là trong công việc Oriflame của chúng ta thôi nha các chị nha. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay Trinh sẽ giới thiệu đến tất cả các anh chị ở đây, đó là chủ đề phương pháp xử lý khiếu nại. Có anh chị nào đã làm công việc với Oriflame và đã gặp khiếu nại chưa ạ? Nếu ai có gặp khiếu nại rồi thì mình comment có, và mình hãy ghi cái khiếu nại của mình đã từng gặp phải ở bên dưới comment cho Trinh được biết nha tất cả các anh chị nha. Dạ rồi, xin chào chị Nguyễn Thị Hoàng Anh, xin chào tất cả các anh chị ạ. Và trong công việc Oriflame của chúng ta thì tất cả các anh chị cũng biết là mình là công việc kinh doanh online chứ không phải bán hàng online, đúng không các anh chị? Và trong cái công việc này thì nó cũng sẽ có những cái quy trình, và nó cũng sẽ có những cái khó khăn cũng như là có những cái thành công rất là lớn đến với chúng ta. Nếu như tất cả các anh chị muốn có thành công thì các anh chị phải bắt buộc mình phải trải qua một cái quá trình rèn luyện, mà mình phải học hỏi từ những người đi trước. Bên cạnh đó thì các anh chị có thể là trao dồi bằng những cái phương pháp mà từ bộ phận huấn luyện của bên công ty sẽ chia sẻ đến mình. Và ngày hôm nay thì Trinh sẽ chia sẻ đến tất cả các anh chị ở đây, đó là cái phương pháp xử lý khiếu nại. Phương pháp này rất là quan trọng, tại vì nó quyết định cái lượng khách hàng cũ của tất cả các anh chị có tái lại đơn hàng hay là không, và cái lượng khách hàng đó có là khách hàng trung thành của tất cả các anh chị hay không, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái phương pháp xử lý khiếu nại này. Tại vì nếu như các anh chị xử lý khiếu nại càng nhanh thì cái tỷ lệ khách hàng hài lòng với dịch vụ của chúng ta càng cao, và khách hàng sẽ trở thành những khách hàng trung thành, những khách hàng thân thiết với chúng ta sẽ lâu dài hơn, đúng không ạ? Và ngày hôm nay nếu như anh chị nào đang gặp phải tình trạng khách hàng khiếu nại, hay là các anh chị đang gặp phải tình trạng đó mà mình không biết xử lý như thế nào, thì các anh chị hãy nén lại và mình sẽ được nghe Trinh chia sẻ ngày hôm nay cho tất cả các anh chị nha. Và các anh chị cũng biết rằng là chúng ta sẽ có vô vàn những cái lý do để khách hàng có thể khiếu nại đến tất cả các anh chị, đúng không ạ? Ngay cả bản thân của mình đi, mình đi mua một cái sản phẩm gì đó, hoặc là một cái mình đến một cái nơi nào đó thì mình cũng sẽ có chút xíu nào đó, nếu như mà cái nơi đó dịch vụ không tốt hay là cái thái độ của bạn đó không tốt thì mình sẽ cảm thấy mình không hài lòng. Nhưng mà trong mỗi chúng ta thì sẽ có những cái tính tình khác nhau, mỗi khách hàng thì sẽ có mỗi cái tính tình khác nhau, đúng không ạ? Nên chính vì thế chúng ta sẽ có rất là nhiều nhóm tính cách khách hàng. Chính vì chúng ta có nhiều nhóm tính cách khách hàng khác nhau mà anh chị cần phải biết cái cách để chúng ta xử lý ở những cái khiếu nại của những cái nhóm tính cách khách hàng đó. Và các anh chị Trinh tin chắc rằng là đâu đó trong cuộc sống hàng ngày á, thì tất cả các anh chị khi mà làm trong công việc Oriflame của chúng ta, các anh chị sẽ gặp phải những cái tình huống khiếu nại, giống như là khiếu nại về da nè, đúng không ạ? Khiếu nại về tình trạng về loại sản phẩm, hoặc là khiếu nại về cái quá trình mà bưu điện giao hàng cho tất cả các anh chị nó không có được như mong muốn, đúng không ạ? Ở đây có anh chị nào gặp phải tình trạng đó là khách hàng đã khiếu nại về da đối với tất cả các anh chị chưa? Nếu như anh chị nào mà có gặp phải tình trạng này rồi thì anh chị hãy comment có để cho Trinh được biết nha tất cả các anh chị nha. Bên cạnh khiếu nại về da thì các anh chị còn gặp phải khiếu nại về gì nữa ạ? Có phải là tất cả các anh chị thường lâu lâu cũng sẽ gặp phải cái tình trạng đó là khiếu nại về sao chai nước hoa này chị lại xịt không ra, đúng không ạ? Cái vòi nó xịt không ra, hay là sao tại sao hôm nay chị nhận được thùng hàng về tới rồi mà cái thùng hàng bưu điện giao cho chị nó lại bị vỡ, đúng không ạ? Đó là những cái khiếu nại thường xuyên mà mình sẽ bị gặp phải, và không ai mong muốn gặp phải cái tình trạng khiếu nại này hết. Vậy thì nếu như mình vô tình mình gặp phải những cái khiếu nại này rồi thì mình sẽ xử lý như thế nào đây? Thường thì các anh chị sẽ xử lý như thế nào đây ạ? Có anh chị nào mình đã xử lý những trường hợp này rồi thì mình chia sẻ để cho Trinh biết và chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi nha. À, Trinh thấy chị Nguyễn Thị Lan Hương có comment nói có, đúng rồi. Như vậy thì thường thì chị sẽ xử lý như thế nào với chị Lan Hương? Mình xử lý như thế nào thì mình comment bên dưới để Trinh sẽ đọc nha các anh chị nha.
Và ở đây đó là những cái kiểu khiếu nại thường xuyên mà gặp phải trong cái công việc. Nó vòng vòng, nó chỉ có bấy nhiêu đấy thôi, nhưng mà nó sẽ ở nhiều những cái khía cạnh khác nhau, những cái đối tượng khách hàng khác nhau của tất cả các anh chị. Nhưng mà đến với công việc Oriflame của chúng ta, mỗi người khách hàng đều là, ở đây không phải là thượng đế nữa, mà khách hàng là bạn thân của chúng ta luôn rồi. Nên dịch vụ của chúng ta lúc nào mình trao cho khách hàng cũng phải là những cái dịch vụ ân cần nhất, tốt nhất để khách hàng quay lại tìm lại mình nữa và tái đơn hàng cũ lại với mình, đúng không ạ? Và nếu như mà các anh chị gặp phải cái tình trạng, ví dụ như các anh chị gặp phải cái tình trạng mà khách hàng khiếu nại về da, thì thường là các anh chị sẽ có những gặp phải những câu hỏi như thế này. Thường là em ơi, sao mà chị mới dùng Trinh, ví dụ nha, tại vì Trinh ở không cái quầy dịch vụ thì Trinh sẽ giải quyết những cái vấn đề này, thì Trinh sẽ thường là gặp phải những cái vấn đề ví dụ như là em ơi, sao mà da của chị hôm nay á, là chị dùng cái bộ mỹ phẩm ABC nhưng mà chị lại thấy da mình nó nổi mụn lên, đúng không ạ? Rồi xong, hoặc là có một số anh chị lại nói là em ơi, sao mà chị dùng cái này chị lại thấy không hợp với da, nhưng mà trong khi mà trước đây á, thì chị dùng á, thì chị lại thấy hợp, nhưng mà bây giờ chị lại thấy không hợp. Hay là em ơi, là cái sản phẩm của em chị dùng thích lắm nhưng mà sao không có hàng về nữa, kiểu vậy. Đó là những cái khiếu nại mà thường xuyên khách hàng thường gửi gắm lên tất cả các anh chị, đúng không ạ? Khách hàng thường complain đối với chúng ta. Đây, đây là những cái mẫu. Thì tại sao những cái mẫu ở đây thì Trinh đã thống kê lại và đã sàng lọc để cho tất cả các anh chị cùng nhau mình cùng nhau trao đổi ngày hôm nay ha. Thêm nữa đó là thường đó, khách sẽ hỏi đó là hỏi xong những cái vấn đề đó hết rồi, cái câu chốt lại là khách nói bây giờ chị muốn đổi sản phẩm khác, chị không xài sản phẩm này nữa, có không ạ? Có anh chị nào gặp phải tình trạng này không ạ? Thì nếu như mà các anh chị gặp phải những cái vấn đề này thì các anh chị đừng lo. Tại vì trong công việc nào cũng vậy, lúc nào mình cũng có rất là nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ gặp phải rất là nhiều trường hợp để chúng ta giải quyết ha các anh chị ha. Và nếu như mà những cái trường hợp này thì các anh chị cứ bình tĩnh. Mình phải bình tĩnh, quan trọng là bản thân của mình nè, mình phải bình tĩnh để mình tạo niềm tin cho khách hàng. Để từ đó khách hàng có tin cậy chúng ta hay là không thì nó quyết định ở cái thái độ của chúng ta giải quyết trong những cái sự việc như thế này. Đối với khách hàng thì chúng ta sẽ có rất là nhiều nhóm khách hàng, đúng không anh chị? Trình sẽ ví dụ cho các anh chị, mình sẽ có hai nhóm khách hàng. Một đó là nhóm khách hàng rất là nóng tính, rất là nóng giận, và một nhóm khách hàng đó là rất là trầm tính. Khi mà gặp phải những cái tình trạng khiếu nại như thế thì khách hàng, đối với những khách hàng nóng tính thì người ta lại đến gặp mình là người ta sẽ rất là cáo gắt, đúng không ạ? Người ta không hài lòng với sản phẩm của mình, người ta sẽ nổi giận đùng đùng. Và đối với những khách hàng này thì cái cách giải quyết đầu tiên ở cái thái độ của tất cả các anh chị như thế này: các anh chị phải giải quyết cho khách hàng, các anh chị phải đưa ra một cái hướng giải quyết phù hợp và nhanh chóng đối với những cái nhóm khách hàng này nha các anh chị nha. Còn một cái nhóm nữa đó là cái dạng đối tượng khách hàng hơi trầm tính một xíu. Nếu như người ta không hài lòng cái sản phẩm của mình, hay là người ta có vấn đề gì đó, người ta cũng không chia sẻ cho mình biết nữa. Người ta cứ lẳng lặng, người ta im ru vậy đó, người ta không có nói gì hết. Người ta không nói gì hết thì sao các anh chị? Thì mình sẽ không biết là cái vấn đề nó đang ở đâu, và khách hàng đang gặp phải cái tình trạng như thế nào, mà khách hàng không có quay lại, hay là không có tiếp tục sử dụng sản phẩm của mình nữa, hay là khách hàng không có giới thiệu những cái bạn bè, người thân của khách hàng cho mình. Mình phải biết được nguyên nhân. Thì đối với những cái nhóm khách hàng trầm tính như thế này thì các anh chị phải chịu khó, phải chịu khó chút xíu. Phải chịu khó đó là các anh chị phải hỏi thăm người ta nè. Mình phải hỏi thăm và mình phải khuyến khích họ. Mình cứ nói là à chị ơi, nếu như chị đang gặp vấn đề gì về sản phẩm, hay là mình không hài lòng gì với sản phẩm của bên em, thì mình cứ trao đổi với em, để từ đó có hướng em giải quyết, em hỗ trợ giải quyết cho chị. Nói chung là mình hãy khuyến khích khách hàng đưa ra cái quan điểm của họ, đưa ra cái ý kiến của họ, đóng góp phản hồi về cái sản phẩm của mình, để từ đó chúng ta mới có một cái hướng mà chúng ta giải quyết được, đúng không ạ? Và khi mà hai cái nhóm đối tượng khách hàng như vậy, gồm có khách hàng là nóng tính và khách hàng trầm tính như vậy, nhưng mà tổng kết lại, nếu như những khách hàng đang khiếu nại về vấn đề da thì các anh chị, cái đó là về cái bản thân của mình, cái bản thân của mình về tính cách, về thái độ của mình phục vụ khách hàng. Bên cạnh về tính cách, về thái độ chăm sóc khách hàng của chúng ta, thì chúng ta phải cần phải có những cái câu hỏi chính để chúng ta dựa vào đó mà chúng ta có thể biết khách hàng đang gặp tình trạng gì, và từ đó mình sẽ giải quyết.
Đó là nếu như các anh chị đang gặp phải khách hàng đang có vấn đề khiếu nại về da thì đầu tiên các anh chị phải hỏi xem là chị cảm thấy da của mình vùng nào đang có vấn đề. Trên cơ thể của mình chị đang sử dụng ví dụ như là kem dưỡng da mặt thì các anh chị thấy là vùng nào trên trên cơ thể của chị, da của chị đang gặp vấn đề và cái vấn đề đó nó đang có triệu chứng như thế nào, đang có triệu chứng như thế nào. Các anh chị phải hỏi được, khách hàng phải trả lời được thì mình mới xác định được là cái nguyên nhân nó đến từ đâu để từ đó chúng ta có thể giải quyết. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái quá trình mà khách hàng sử dụng ở nhà, khi mà cái môi trường khách hàng tiếp xúc với môi trường nhiệt độ, thời tiết, khói bụi hay ăn uống hay là ngay cả cái cách mà khách hàng sử dụng không đúng cách thì nó dẫn đến cái tình trạng đó là phản ứng ở trên da. Và mình cũng phải là nhờ khách hàng làm hỏi coi là khách hàng là hay gửi cho em một tấm hình, tốt nhất là nên kêu khách chụp cho mình, nhờ khách chụp cho mình một tấm hình và gửi về qua Zalo. Chụp cho mình một tấm hình thì chụp với bằng một điện thoại bằng camera thường thôi nha, để từ đó chúng ta có thể nhìn vào hình và chúng ta có thể xác định được là vấn đề khách đang gặp cái tình trạng gì. Tại vì bây giờ mình sẽ có rất là nhiều app, chúng ta sử dụng rất là nhiều app như vậy, mình chụp hình bằng app mình gửi qua mà đang khiếu nại về da, nói là da chị đang ửng đỏ hai bên má nè, em xem giùm chị đi, em xem giùm chị đi, chụp hình gửi qua không thấy gì hết trơn á, như vậy thì mình sẽ khó mà xử lý được, đúng không ạ? À? Thì mình phải yên cái câu hỏi thứ ba nữa, cái nhiệm vụ thứ ba nữa là các anh chị phải hỏi xem là cái quá trình sử dụng của khách như thế nào và nhờ khách gửi một cái tấm hình về cho chúng ta để chúng ta xác định được vấn đề khách đang bị là đang gặp phải cái tình trạng nào. Và bên cạnh đó thì cái vấn đề này là trước khi chúng ta bán hàng thì các anh chị cũng phải tìm hiểu kỹ về lịch sử sử dụng những cái sản phẩm trước đây của khách hàng. Trước khi bán là các chị đã tìm hiểu rồi nha. Nếu như mà sau khi mà khách hàng gặp phải, anh chị nào bán hàng mà quên hỏi xem là trước đây là da khách là có sử dụng kem đặc, kem trộn, kem nén hay không, có sử dụng những cái loại kem tẩy chứa corticoid hay là không, hay là khách hàng đang sử dụng những cái mỹ phẩm như thế nào, quên hỏi tới trường khách bị phản ứng ở trên da rồi, thì lúc đó thì các anh chị hãy nhớ là mình phải hỏi lại một lần nữa. Tại vì các anh chị phải hỏi thì các anh chị mới xác định được cái vấn đề mà khách đang gặp phải, mình mới biết được và mình mới giải quyết được như các anh chị nha. Tại vì nếu như mà khách mà có cái vấn đề mà da nổi mỡ ửng đỏ hay là nấm rát ở trên da mà nó sẽ có hai nguyên nhân, một đó là phản ứng nhẹ, hai đó là bị dị ứng. Mình phải xác định được đó là hai trường hợp đó sẽ là khách rơi vào cái trường hợp nào để chúng ta sẽ có một cái hướng giải quyết. Chứ nếu như mà mình không hỏi gì hết, khách cứ bảo là da khách như vậy thì khách cứ bảo là da chị vậy đó, giờ cho chị trả đi thì mình sẽ không bao giờ mà giúp cho khách có một cái làn da đẹp nữa. Nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta là một cái nhà phân phối, chúng ta đem đến những sản phẩm tốt cho khách hàng thì chúng ta phải trao được những cái giá trị tốt cho khách, phải giúp cho khách có một làn da đẹp, có một sức khỏe tốt hơn. Chính vì vậy mà các anh chị phải hỏi thật rõ và từ đó chúng ta mới phân tích được là cái sự khác biệt giữa cái tình trạng da khách đang gặp phải là bị phản ứng hay là bị dị ứng, để từ đó chúng ta có thể giải quyết được vấn đề, đúng không ạ? Ở cái phần tìm hiểu nguyên nhân này các anh chị nghe kịp chưa ạ? Các anh chị nào nghe mà mình còn thấy vấn đề gì chưa hiểu thì mình cứ comment vào xíu nữa, Trinh sẽ đọc lại và Trinh sẽ giải thích cho tất cả các anh chị được nghe được rõ hơn nha các anh chị ơi. Dạ rồi, bên cạnh bây giờ mình sẽ tiếp tục luôn nha tất cả các anh chị nha. Nếu như mà mình hỏi khách hàng là về lịch sử trước đây là khách đã sử dụng những cái sản phẩm gì thì mình hỏi xong rồi đúng không, và mình sẽ xác định được một là khách bị phản ứng nhẹ, hai là khách bị dị ứng. Nếu như bị phản ứng nhẹ thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào đây? Nếu như bị phản ứng nhẹ thì các anh chị sẽ xác định như thế này, đó là đầu tiên ở trên bề mặt da của khách sẽ bị cái tình trạng đó là đỏ ửng ở hai bên má, nhưng mà ửng hồng nhẹ thôi, giống như là mình đi ngoài nắng về và da mình nó cảm giác nó hơi hơi đỏ ửng và nó hơi nóng lên, hoặc là ở cái vùng xung quanh khóe miệng của mình, xung quanh cái ria mép của mình, những cái vùng đó thì nó sẽ thể hiện cái vấn đề. Nếu mà cái tình trạng là phản ứng nhẹ, nếu là tình trạng là phản ứng nhẹ nó sẽ rơi vào cái trường hợp như thế này, đó là do da của khách trước đây chưa từng dùng mỹ phẩm, một là chưa từng dùng mỹ phẩm gì hết, thứ hai là có thể là trước đây da của khách đã sử dụng những cái kem đặc, kem trộn hoặc là những cái sản phẩm chứa corticoid.
Mình sẽ xác định hai nguyên nhân như vậy để mình giải quyết cho khách biết cho các chị ha. Rồi, nếu như mà những trường hợp mà da của khách thuộc cái nhóm phản ứng nhẹ thì mình sẽ giải quyết như thế này đây. Mình sẽ giải thích cho khách biết được rằng là do da của chị trước giờ mình chưa có sử dụng mỹ phẩm gì hết. Da của mình là một làn da nhạy cảm, một làn da rất là yếu. Và bên cạnh đó thì da của chị tiếp xúc thường xuyên với môi trường nè, nhiệt độ nắng nóng cao, hay là do bụi bặm, do tuổi tác, hay là cơ bản là do di truyền ở trên da, thì da của các anh chị nếu như mà thuộc cái nhóm da này thì mình khuyên khách yên tâm và ngưng cái sản phẩm đó chỉ 1 đến 2 ngày hoặc là 3 ngày, ngưng trong một thời gian đầu và mình giảm cái liều lượng của mỹ phẩm lại. Ví dụ như hàng ngày khách dùng trọn bộ là 5 bước thì nếu như khách gặp tình trạng đó thì khách chỉ dùng lại 2 bước thôi. Đó là khách sẽ sử dụng cái sản phẩm toner hoặc là chỉ là sữa rửa mặt thôi ở những cái bước làm sạch như vậy cho da quen với sản phẩm. Để từ đó mình sẽ giúp cho da nó đã quen rồi, từ đó thì mình sẽ dùng giúp cho da của mình nó mới đẹp hơn được, nó sẽ thích nghi dần dần với sản phẩm. Đó là mình sẽ giải quyết như thế này nếu như cái tình trạng đó là cái tình trạng phản ứng nhẹ nha các chị nha. Đối với tình trạng phản ứng nhẹ, da trước giờ chưa có dùng gì hết, da rất là yếu, rất là nhạy cảm, không có dùng mỹ phẩm hay là không dùng gì hết, thì mình sẽ giải thích cho khách biết được là do cái yếu tố làn da của khách là từ bên trong, vấn đề da của khách là do một cái yếu tố dây duy truyền từ trước tới nay, là da của mình rất là yếu, rất là nhạy cảm với môi trường thời tiết khói bụi như vậy, nên chính vì vậy khi mà mình chuyển sang mình dùng sản phẩm thì trong cái quá trình ban đầu sản phẩm nó thích ứng dần với mỹ phẩm, da nó thích ứng dần với mỹ phẩm thì nó sẽ có những cái hiện tượng như vậy, thì khách cứ yên tâm tiếp tục mà sử dụng không có vấn đề gì hết. Trong quá trình mình tiếp tục sử dụng đấy thì mình sẽ ngưng sản phẩm 1 đến 2, 3 ngày đầu. Và trong lúc ngưng đó thì mình chỉ sử dụng toner hoặc là sữa rửa mặt, những cái sản phẩm làm sạch dịu nhẹ thôi, để cho da quen dần rồi mình tiếp tục dùng, không sao hết. Đối với những cái trường hợp này à, và còn một chuyện nữa đó là những cái trường hợp mà phản ứng nhẹ này Trinh gặp phải, đó là có những làn da cực kỳ yếu, ngưng xong rồi cái dùng sản phẩm lại rồi nó lại phản ứng, nó đỏ lên, nó ửng lên, cảm thấy châm chích nữa, thì lúc đó mình tiếp tục mình ngưng nữa. Tại vì do cái cấu trúc làn da của chúng ta khá là mỏng manh, da của phụ nữ mình thì khá là mỏng manh, nên nếu như mà mình gặp phải tình trạng mình ngưng xong cái mình cảm giác dùng lại nó vẫn châm chích nữa thì mình sẽ ngưng nữa, và mình cứ tiếp tục duy trì như vậy thì từ từ da của mình nó mới thích ứng được và da của mình nó sẽ khỏe hơn, không có vấn đề gì hết ha các chị ha. Tiếp theo nữa đó là một cái trường hợp, đó là dị ứng. Bên cạnh cái trường hợp là phản ứng nhẹ thì không phải da nào cũng trời phú là một làn da nhạy cảm, hồi đó giờ chưa từng dùng mỹ phẩm gì hết, thì nó cũng may mắn cho người đó là nếu như mà da nào mà chưa từng dùng mỹ phẩm gì hết, da nhạy cảm như vậy thì mình dùng mỹ phẩm thời gian thì nó cũng khỏe lên và da cũng đẹp lên. Nhưng mà tuy nhiên không phải da nào cũng như là da đó, chính vì vậy nên sẽ có những cái trường hợp đó là da bị dị ứng, kích ứng luôn. Là nó sẽ như thế nào đây? Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là xem là da khách trước đây, là lịch sử trước đây là khách đã dùng những cái mỹ phẩm gì. Những cái mỹ phẩm đó có phải là những cái nhãn hàng kem đặc, kem trộn hay không, hay là những cái sản phẩm mà có chứa những cái thành phần độc hại kem bào mòn làm mỏng da hay không. Ví dụ như là những cái mỹ phẩm nó trôi nổi ở ngoài thị trường, những cái kem đặc, kem nén nè, rất là nhiều. Các anh chị có thể lên mạng mình search ra danh sách những mỹ phẩm chứa corticoid, các anh chị lên Google mình search như vậy, để từ đó mình có thể mình biết thêm những cái nhãn hàng khác ở bên ngoài thị trường, để từ đó khi mà các anh chị gặp phải những cái tình trạng khách như vậy mà mình biết được xử lý. Ngay cả bản thân các anh chị luôn, nếu vô tình mình sử dụng những cái sản phẩm trong cái danh sách chứa những cái chất như là chất corticoid hay là chất tẩy như vậy, thì mình biết cái cách để mà mình xử lý cho da của chính mình luôn, chứ không cần là mình phải xử lý cho da của khách nữa, đúng không ạ? Rồi nếu như mà tình trạng mà khách bị dị ứng như thế này thì mình thứ nhất đó là mình sẽ khuyên khách ngưng sử dụng mỹ phẩm, ngưng ngay lập tức liền, không có sử dụng tiếp tục nữa, và mình sẽ xử lý tại chỗ, đó là mình sẽ
kêu khách là mình sẽ dùng đá hoặc là khăn lạnh, dùng cục dùng đá hoặc là khăn lạnh mình sẽ chườm lên gương mặt của mình để cho nó giảm cái cảm giác khó chịu ở trên da. Chú ý là các anh chị không sử dụng những cái phương pháp dân gian giống như là da bị dị ứng cái sau đó mình bị dị ứng đỏ ửng sưng tấy hoặc là nổi mụn viêm mủ lên. Các anh chị sử dụng, các anh chị rửa bằng nước muối pha đậm đặc như vậy thì không có tốt cho da nha các anh chị nha. Nó sẽ làm cho da các anh chị nó sẽ bị khô, nó sẽ bị bong da và nó càng ngày nó không có hết cái vấn đề mà mình đang gặp phải mà nó lại bị nhiều hơn nữa nha các anh chị. Bước đầu tiên đó là mình sẽ ngưng sản phẩm cho khách. Bước thứ hai đó là dùng đá hoặc là khăn lạnh mình chườm lên trên da. Và không sợ chỉ xử lý bằng phương pháp đó thôi, không xử lý bằng những cái biện pháp dân gian. Ví dụ như là đâm cái rau này, rau kia, rau rừng đắp lên trên gương mặt của mình. Hay là sử dụng nước muối pha đậm đặc rồi rửa lại. Cái đó không tiện nói, không sử dụng như các chị nha. Da của các anh chị mỗi người chỉ có một lần da thôi. Đừng có đem đi mà mình thí nghiệm bằng mấy cái phương pháp đó, không có tốt cho da đâu như các chị nha. Nó mà nó bị ảnh hưởng nhiều quá thì mình sẽ không có phục hồi lại được đâu. Nó dẫn đến tình trạng đó là bỏng rát ở trên da luôn, mình sẽ không có phục hồi được nha các chị. Rồi sau khi mà chúng ta đã dùng đá hoặc là khăn lạnh mình chườm ở trên da rồi thì các anh chị sẽ như thế nào đây? Các anh chị sẽ giải thích cho khách biết đó là tại sao da của khách đang gặp da của khách dùng những cái sản phẩm từ Oriflame, những cái sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên nhưng mà lại gặp cái tình trạng như thế này. Mặc dù mình giải thích cho khách biết mặc dù là sản phẩm từ thiên nhiên, hoàn toàn từ thiên nhiên và đã được kiểm nghiệm có giấy chứng nhận đàng hoàng hẳn hoi từ Bộ Y tế, tuy nhiên đó là do thứ nhất là do cơ địa làn da của khách quá yếu, thứ hai nữa đó là lịch sử trước đây khách vô tình không biết sử dụng những cái kem đặc, kem trộn ở trên thị trường rồi nên nó sẽ dẫn đến tình trạng đó là kích ứng nhẹ ban đầu. Mình phải giải thích cho khách biết được cái tình trạng đó nha các anh chị nha. Rồi nếu như mà khách bị cái tình trạng kích ứng nhẹ như vậy, mình giải thích xong thì mình sẽ kêu khách ngưng sản phẩm trong một thời gian, ví dụ như là 3 ngày hoặc là 5 ngày tùy cái vấn đề mà kích ứng đó, khách đang bị là nặng hay nhẹ. Thì nếu như kích ứng như vậy thì sau khi mà chúng ta đã ngưng 3 ngày đến 5 ngày rồi thì các anh chị sẽ hướng dẫn để khách tiếp tục sử dụng lại sản phẩm. Mình sử dụng lại sản phẩm thì lúc này mình chỉ nên sử dụng thử sản phẩm lại thôi chứ không có phải là sử dụng trọn bộ đầy đủ tất cả các bước luôn. Các anh chị chỉ tập dần cho khách sử dụng lại, các anh chị sẽ thử sản phẩm ở bên cái góc hàng của mình. Mình sẽ nói với khách là anh chị hãy lấy một cái ít serum hay là một cái ít kem, các anh chị thoa cái vùng bên góc hàng này, vùng này nha các anh chị nha. Mình sẽ hướng dẫn cho khách thoa ở cái vùng dưới hàm của mình, cái vùng dưới cằm của mình, cái vùng này thì tầm 1 đến 3 ngày xem là da của mình nó có thích nghi được hay không. Tại vì cái vùng này đây là cái vùng da có cái cấu trúc da khỏe và nó giống với cấu trúc da của mặt mình nhất, nên mình sẽ thử ở cái vùng này nha các chị ha. Nếu mình sử dụng tầm trong 1 đến 3 ngày không có vấn đề gì hết thì mình sẽ tiếp tục mình dùng nữa nha các chị nha. Rồi đó là cái tình trạng mà dành cho những cái làn da mà kích ứng nhẹ, xử lý cái tình trạng kích ứng nhẹ. Còn nếu mà kích ứng nặng hơn nữa thì mình sẽ xử lý như thế nào đây ạ? Kích ứng nặng hơn nữa, nếu như mà kích ứng nặng hơn nữa thì mình sẽ có một cái hướng xử lý khác. Đó là cái hướng này thì mình sẽ giúp cho khách hàng sẽ được đổi trả sản phẩm. Nếu như mình kích ứng dạng là không phải kích ứng nhẹ thì mình sẽ hướng cho khách hàng đổi trả sản phẩm. Tại vì công ty của mình đó là hệ thống làm việc theo tập đoàn, sẽ có một cái chế độ dành cho khách hàng rất là tốt. Nếu như sử dụng mà không phù hợp sản phẩm do kích ứng do sản phẩm thì mình sẽ được quyền đổi trả. Nhưng mà khi mà đổi trả thì mình sẽ đổi trả như thế nào đây? Mình sẽ hướng khách đó là đi khám da liễu. Tại vì nếu mà như đã kích ứng mạnh rồi thì lúc này hay đi khám y tế, đi khám da liễu để xem là trên Bộ Y tế, trên phòng y tế người ta sẽ xác nhận như thế nào về cái tình trạng da, người ta có kết luận là da của bạn có phải là đang gặp tình trạng dị ứng hay là không. Thì nếu như mà đi đến y tế rồi đã có cái giấy xác nhận là da bị kích ứng dị ứng thì mình sẽ nhận lại sản phẩm và để được công ty đổi trả nha các chị nha.
Và khi mà để được công ty đổi trả thì các anh chị lưu ý như thế này. Các anh chị phải, thứ nhất đó là các anh chị phải phải có một cái phiếu xác nhận của y tế. Thứ hai nữa đó là các anh chị phải có thông tin và số điện thoại, địa chỉ cũng như là ngày mua sản phẩm của khách hàng. Thứ ba nữa đó là trên cái phiếu thông tin đó nó sẽ phải kết luận được là cái tình trạng của khách đang gặp phải, là nó kết luận là dị ứng hay chưa. Rồi để từ đó chúng ta sẽ giúp khách hàng đổi trả sản phẩm nha các anh chị nha. Và đối với tình trạng đổi trả thì sản phẩm mình sẽ được đổi trả trong vòng 30 ngày kể từ ngày sản phẩm mình đã trao tay đến khách hàng, kể từ ngày mua đó các anh chị. Kể từ ngày mua, 30 ngày kể từ ngày mua từ xuất trong kho ra là 30 ngày. Thì chúng ta sẽ giữ, khi mà mình mua thường thì mình sẽ có một cái tờ hóa đơn kèm theo, thì chúng ta sẽ giữ lại cái hóa đơn đó. Rồi, thêm nữa đó là sản phẩm phải còn mới nha các anh chị nha, phải còn mới và còn hạn sử dụng. Sản phẩm còn mới là khoảng trên 90%, chứ không phải là công ty cho đổi trả các anh chị xài hết trơn rồi còn có chút xíu thì các anh chị gửi về công ty, thì không có phải nha các anh chị nha. Nó chỉ là trong vòng thời hạn đổi trả là trong vòng 30 ngày, và sản phẩm với cái điều kiện đó là nó sẽ còn mới trên 90% và nó còn hạn sử dụng luôn nha các anh chị nha, còn hạn sử dụng luôn nha các anh chị. Rồi, và khi mà mình mua sản phẩm đó, thì mình có kèm theo cái tờ hóa đơn thì mình sẽ gửi kèm luôn cả cái hóa đơn về nữa nha các chị nha. Để về đây bộ phận xử lý sẽ đối chiếu với cái sản phẩm của mình và có giấy xác nhận, và từ đó thì sẽ giúp đổi trả sản phẩm cho khách hàng. Nhưng mà ở đây quy định đổi trả hàng của công ty thì nó sẽ đối với công ty thì mình sẽ có một cái quy định về đổi trả hàng như thế này. Đó là sản phẩm của các anh chị mình đổi trả thì mình sẽ trả cái sản phẩm đó bằng hoặc là trên cái số tiền mình, chứ mình không có đổi trả những cái sản phẩm thấp tiền hơn nha các chị nha. Nếu như thấp tiền hơn thì cái số tiền mà trên lợi đó thì nó sẽ mình không có thối lại cho khách, công ty không có thối lại cái số tiền trên lợi đó. Nhưng mà nếu như khách muốn đổi trả những cái sản phẩm mà ví dụ như mình trả cái sản phẩm đó, mình muốn đổi cái sản phẩm đó nó đắt tiền hơn, thì các anh chị cái số tiền trên lợi đó thì các anh chị phải trả thêm cái số tiền trên lợi nha các anh chị nha. Rồi còn nếu như mà trường hợp mà các anh chị đổi trả mà các anh chị không có muốn lấy cái sản phẩm khác, tại vì gia lúc này là đang tâm lý kiểu như là đang muốn cho gia ngưng một thời gian rồi mới bắt đầu sử dụng sản phẩm mỹ phẩm nữa, thì các anh chị sẽ cái tiền mà các chị mua cái sản phẩm đấy nó sẽ còn trong cái mã số tài khoản của các anh chị, nó là như vậy. Thì các anh chị nhớ ở cái quy định này giúp Trinh ha, đó là mình sẽ đổi sản phẩm á, thì mình sẽ đổi những cái sản phẩm nếu mà có giá trị cao hơn thì các anh chị sẽ trả thêm cái số tiền trên lợi, hoặc là mình có thể đổi một đổi một, đổi cái sản phẩm bằng với cái giá trị của cái sản phẩm mình đổi, hoặc là mình sẽ không có lấy sản phẩm nào hết thì tiền nó sẽ vào cái tài khoản của tất cả các anh chị, chứ nó không có chạy đi đâu mất hết, nó sẽ vào cái mã số tài khoản của tất cả các anh chị. Rồi đó là cái quy định đổi trả về sản phẩm, về mỹ phẩm. Tiếp theo nữa là những cái trường hợp nào mà mình sẽ không được đổi trả. Tại vì sao? Tại vì ở đâu cũng vậy, mình cũng phải có một cái quy tắc đúng không ạ? Đối với những cái trường hợp mà những cái, thứ nhất là những cái quà tặng nè. Những cái quà tặng thì mình sẽ, hoặc là những cái sản phẩm nào thuộc nằm trong cái bảng giới hạn. Ví dụ như là trong cái chương trình Bazaar đó các chị, thì mình sẽ không có được đổi trả nha các chị nha. Một cái lý do nữa, một cái trường hợp nữa đó là lý do không chính đáng, tự nhiên mua về xong cái không thích, cái đó giờ tôi muốn trả thì cái đó không có được trả. Mình chỉ đổi trả, mình chỉ hỗ trợ cho những cái trường hợp nào thật sự là làn da không phù hợp với sản phẩm hay là lỗi của nhà sản xuất thôi. Đó là các trường hợp quy định đổi trả dành cho cái dị ứng về, dành cho cái trường hợp là dị ứng về da như tất cả các anh chị nha. Rồi, đầu tiên là cái khiếu nại về da thì chúng ta đã có một cái phương pháp giải quyết rồi. Tiếp theo nữa thì mình sẽ có cái khiếu nại gì nữa các anh chị? Bên cạnh khiếu nại về da thì các anh chị thường gặp khiếu nại về gì nữa ạ? Có phải là các anh chị thường gặp cái khiếu nại về về lỗi sản phẩm không ạ? Khi mà nhận sản phẩm thì mình lâu lâu thì mình sẽ gặp phải cái tình trạng đó là cái chai nước hoa xịt nó không có ra, đúng không ạ? Nếu như mà xịt nó không có ra thì mình sẽ cũng có cái hướng
giải quyết và giải quyết cái khiếu nại như sao. Và bây giờ thì Trinh sẽ chia sẻ đối với tất cả các chị luôn nha. Đây, đó là cái trường hợp mà sản phẩm xịt không ra, sản phẩm nước hoa, ví dụ như cái sản phẩm nào đó mà cái vỏ chai của mình nó mình vặn không có ra được, hay là mình xịt nó không ra. Và bên cạnh đó thì mình, các anh chị đặt sản phẩm, các chị ví dụ như đặt 5 sản phẩm, 10 sản phẩm, 20 sản phẩm, nhưng giao về chỉ có là vài sản phẩm thôi, nó sẽ thiếu 1, 2 sản phẩm gì đó. Thì đây cũng là một cái khiếu nại về sản phẩm. Thì các anh chị sẽ phản hồi về và bên phía công ty sẽ biết và sẽ hỗ trợ cho tất cả các anh chị. Hoặc là cái sản phẩm của mình bị vỡ trong quá trình vận chuyển, do bưu điện vận chuyển thì về đến nơi thì nó do bưu điện thì sẽ không có biết là cái gói hàng bên trong là nó như thế nào, hàng có dễ vỡ hay không, nên quá trình vận chuyển rồi chạy trên đường nên đâm ra là sẽ có những cái sự va vấp hay là sốc thì sẽ dẫn đến tình trạng đó là vỡ sản phẩm. Chính vì vậy thì nếu như các chị gặp những trường hợp đó thì các chị phải phản hồi về ngay để cho phía công ty biết, hoặc là các chị phản hồi với bảo trợ của mình để cho bảo trợ phản hồi về phía công ty để hỗ trợ cho tất cả các anh chị đòi trả. Rồi, thì nếu như những cái trường hợp này thì chúng ta cũng vậy, nên mình cũng phải tìm hiểu nguyên nhân. Mình tìm hiểu nguyên nhân xem là khách khiếu nại như thế nào. Mình sẽ hỏi xem là sản phẩm này nó đang lỗi về cái vấn đề gì. Ví dụ như là một cái chai sữa rửa mặt, về ví dụ trên ví dụ nha, thì về vặn nó không ra, thì các chị sẽ hỏi thêm là tình trạng cái sản phẩm khách đang mong muốn, khách đang khiếu nại, khách đang mong muốn đổi trả đó thì nó đang bị gì. Ví dụ như chai sữa rửa mặt thì vặn như nào, hay là nó không ra như sao, thì các chị nhờ khách hàng của mình á sẽ quay cái clip lại, quay cái clip mà lúc mà mình khui cái sản phẩm đó nó như nào, thì gửi về để phía công ty xác nhận và nhận định sẽ giúp cho tất cả các anh chị đổi trả ha. Nếu như mà sản phẩm lỗi do cái quá trình sản xuất, hoặc là lỗi do quá trình vận chuyển, hay là lỗi đơn phương do khách hàng, thì các anh chị cũng cần phải quay lại cái clip đó để cho bên phía bên công ty có bộ phận hỗ trợ xử lý sẽ nhìn và sẽ xác định được cái vấn đề mà mình đang gặp phải, từ đó hỗ trợ cho mình. Rồi, nếu như mà sản phẩm của chúng ta khi mà về đến nơi, một điều là các chị nên nhớ là nếu mà sản phẩm bị thiếu đó thì các chị phải kiểm tra hàng cùng với bưu tá để đối chiếu lại xem là cái sản phẩm của mình trong cái lúc mà đóng hàng từ công ty nè giao đến bưu cục thì nó có đầy đủ hay không. Mình sẽ đối chiếu qua đó một lần thì các chị ha. Rồi, tiếp theo nữa mình sẽ, khi mà mình đã tìm hiểu hai nguyên nhân trên, mình sẽ kết luận đến cái lý do là khách có là muốn đổi trả sản phẩm, do cái lý do là không thích dùng sản phẩm nữa rồi đổi trả, hay là cái lý do là do lỗi về sản xuất, hay là lỗi của bưu tá gì đó, thì từ đây mình có thể mình kết luận được cái lý do gì mà khách muốn đổi trả. Nếu như mình kết luận cái lý do đó là do là sản phẩm là lỗi từ nhà sản xuất nè, thiếu sản phẩm nè, nhầm sản phẩm, đặt cái này giao cái khác, hoặc là sản phẩm bị lỗi, bị vỡ, thì chúng ta sẽ có cái hướng giải quyết như sau. Đầu tiên đó là mình sẽ lập cái biên bản khiếu nại cùng với bưu tá cái nơi mà đã giao sản phẩm cho mình. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ gửi lại cho phía bưu tá là cái sản phẩm bị nhầm, hoặc là cái sản phẩm bị vỡ, cái sản phẩm bị lỗi đó, cộng với cái biên bản và cái hóa đơn cho bưu tá để bưu tá gửi ngược về phía bên công ty nha các chị nha. Rồi mình, và một điều vô cùng quan trọng nữa đó là mình sẽ cung cấp cái mã IMF cho bưu tá để mình được miễn phí vận chuyển đổi trả nha các chị nha. Trong quá trình đổi trả, nếu rơi vào cái trường hợp đó là nhầm sản phẩm, thiếu sản phẩm bị lỗi, sản phẩm bị vỡ, thì mình sẽ được miễn phí vận chuyển trong cái quá trình đổi trả luôn. Nên các chị phải nhớ là mình cung cấp cái mã IMF này để giúp cho các anh chị có thể đổi trả một cách miễn phí nha các chị nha. Rồi còn những cái sản phẩm khác, ví dụ như trong một cái đơn hàng của mình á, mình sẽ đặt nhiều sản phẩm nhưng mà nó bị sai có một sản phẩm thôi, thì những cái sản phẩm đúng thì các chị giữ lại mình sử dụng bình thường, hoặc là mình giao cho khách hàng bình thường. Còn những cái sản phẩm nào mà bị lỗi thì mình hãy gửi về, chứ mình đừng cứ gửi về nguyên thùng, không khéo này nguyên một cái thùng đó thì trong quá trình vận chuyển
bên bưu tá họ quăng hay là họ chuyển không có đúng á thì nó lại bị hư nguyên thêm cái thùng đó nữa, đúng không ạ? Rồi khi mà các anh chị gửi sản phẩm về như vậy thì về phía bên công ty thì những cái bộ phận tiếp nhận xử lý giống như là bộ phận của Trinh thì sẽ gửi lại hàng cho các anh chị trong vòng 7 ngày, trong thời hạn đó là 7 ngày nha các anh chị nha. Nên tất cả các anh chị yên tâm, mình xem cái bài ngày hôm nay là mình sẽ biết được cái phương pháp xử lý từng cái trường hợp như thế nào. Các chị yên tâm, mà nếu như mà đồng hành cùng Oriflame ngay cả những cái trường hợp nhờ lỗi sản phẩm nè hay là sản phẩm bị vỡ gì đó thì mình cũng yên tâm là có một cái bên đó là bên phía công ty chịu trách nhiệm cho tất cả các anh chị. Rồi bên cạnh đó là mà các chị có bao giờ các chị gặp phải cái tình trạng này, một cái vấn đề mà các chị bị khiếu nại nữa, đó là các chị bị khiếu nại, đó là khách hàng sẽ khiếu nại là khách hàng không có hài lòng với cách tư vấn của chính bản thân mình, đúng không ạ? Rồi tại sao khách hàng thường hỏi là tại sao á, lúc mua thì không có quà tặng nhưng mà bây giờ thấy người khác mua lại có quà tặng, hay là đơn giản là sao là bạn bán cái sản phẩm này giá cao hơn so với cái bạn kia, vân vân. Thì ở đây á, cái những cái câu hỏi này nó sẽ rơi vào cái phần dịch vụ, nó sẽ rơi vào cái phần dịch vụ mà khách hàng mong muốn. Thì đối với những cái trường hợp này thì mình sẽ có những cái phương pháp xử lý như thế nào đây? Thứ nhất, đó là khách hàng nói là tại sao lần trước bán hàng không được tặng quà nhưng mà lần này người khác mua lại được tặng quà, khách lại muốn đổi. Thì đối với những trường hợp này các anh chị phải tìm hiểu chính xác cái lý do mà khách muốn đổi trả hàng. Các anh chị phải giải thích cho khách hàng hiểu rõ về cái cơ chế bán hàng của công ty của mình. Đó là những cái chương trình đó mình sẽ bán theo catalog, sẽ tùy theo những cái chương trình khuyến mãi theo tháng chứ không phải là tháng nào nó cũng có một cái chương trình cố định như vậy. Mình sẽ có nhiều cái chương trình khác nhau tùy vào mỗi tháng khách hàng mua vào cái tháng nào thì mình sẽ có những cái khách hàng chị sẽ có những cái ưu đãi, những cái quà tặng riêng dành cho cái tháng đó, nó phù hợp với tháng đó chứ không phải tháng nào cũng như tháng nào. Bên cạnh đó nếu như mà khách hàng đòi đòi quà nữa, đòi hoài thì các anh chị có thể mình linh hoạt hơn, mình có thể tặng những cái món quà nhỏ nhỏ lại cho khách, ví dụ như là một cái tender care nè, hay là các anh chị có thể là những cái chương trình ba sao của công ty mình đưa ra đó, các chị có thể từ đó các chị có thể mua những sản phẩm đó để dành sau này mình có thể tặng phẩm cho khách. Tặng phẩm cho khách không phải là chừng này đợi tới khi mà khách hàng khiếu nại thì mình mới tặng, mà đơn giản rằng trong cái lần gặp đầu tiên mình muốn tạo cái mối quan hệ, mình muốn gây dựng mối quan hệ với khách hàng để cho khách hàng là khách hàng thân thiết với chúng ta thì chúng ta ngay trong lần đó các chị có thể gửi tặng cho khách cũng được luôn. Từ đó thì khách hàng một món quà nhỏ thôi nhưng mà lại tạo cho người ta niềm vui, người ta lại thích hơn và người ta sẽ thích đồng hành với mình, thích mua hàng của mình hơn. Đó là một cái bí quyết để cho tất cả các chị bán hàng và có được nhiều doanh số hơn. Nó là cũng là phụ thuộc vào cái cách xử lý của mình. Rồi, và vừa rồi đó là Trinh chia sẻ với tất cả các anh chị những cái phương pháp để xử lý khiếu nại. Các anh chị nào đang gặp phải những cái tình trạng mà khách đang khiếu nại như vậy thì các anh chị có thể dựa vào đây để mình có thể xử lý được khiếu nại cho khách hàng. Và đây là những cái thông tin và tài liệu như thế này là tài liệu chuẩn nên các chị dựa vào đây và mình làm theo cái quy trình này để được hỗ trợ giải quyết khiếu nại và để được đổi trả sản phẩm cho khách hàng hay là cho bản thân của các chị luôn nha. Lưu ý rằng Trinh nhắc lại là lưu ý là mình sẽ tìm hiểu lại những cái vấn đề mà khách đang gặp phải nè, rồi giải thích cặn kẽ cho khách biết. Và một điều nữa là các anh chị lúc nào cũng phải đặt mình vào vị trí của khách hàng. Ví dụ như khách hàng đang nóng tính, khách hàng đang cáu gắt, đang la lên là tại sao cái sản phẩm nó bị lỗi như thế này, giao hàng nó bị vỡ như thế này, thì mình phải đồng điệu với khách, mình phải làm bạn với khách, mình phải cảm thông cho khách và từ đó mình sẽ xoa dịu cái cơn giận dữ cho khách. Chứ đừng có thấy khách hàng mà cầm cái sản phẩm lại nói là sản phẩm bị vỡ do quá trình vận chuyển gì đó cái mình cũng không đồng ý với người ta, mình phản bác lại người ta, như vậy thì không nên nha tất cả các chị nha. Rồi tuyệt đối là không nên phản bác lại và không nên tranh luận với khách hàng, tại vì tranh cãi thì chỉ có để là không có đem lại kết quả gì hết mà nó sẽ làm cho chúng ta càng ngày càng xa cách hơn và nó làm cho chúng ta sẽ mất đi cái mối quan hệ đó thôi. Tốt nhất là mình đừng tranh cãi, trong mối quan hệ nào cũng vậy, ngay cả với khách hàng hay là đồng nghiệp, những người mà chúng ta gặp mỗi ngày, tốt nhất là mình đừng nên tranh cãi mà chúng ta hãy có một cái phương pháp nào đó mình xử lý nhẹ nhàng hơn, ôn hòa hơn,
tránh ồn ào và gây mất tình cảm. Như vậy thì mình sẽ nó sẽ không tốt. Rồi, và đây là Trinh cung cấp cái số điện thoại cũng như là cái địa chỉ của những cái trường hợp mà nếu như các anh chị đang gặp phải cái tình trạng khiếu nại, thì khu vực tại Hồ Chí Minh thì các anh chị sẽ có số điện thoại hotline, đó là 0938 048 463. Và thường những cái số điện thoại hotline này, một là các anh chị gọi điện trực tiếp, hai là các anh chị sẽ nhắn tin qua Zalo. Và Zalo của những số điện thoại hotline của bốn chi nhánh đều sẽ không chặn người lạ, nên các anh chị nếu gặp phải tình trạng ví dụ như dị ứng về da hay là lỗi về sản phẩm, các anh chị chụp hình về da hoặc là quay clip về sản phẩm, các anh chị gửi qua cái Zalo này để được xử lý, và không cần kết bạn thì vẫn được xử lý nha các anh chị nha. Mình gửi qua là, và đây là cái số điện thoại hotline để hỗ trợ cho các anh chị. Bên cạnh đó thì mình còn có cả email nữa nha các anh chị nha. Còn tại khu vực Cần Thơ thì có số điện thoại đó là 0907 361 883. Các anh chị sẽ gửi vào cái số Zalo hotline này để được hỗ trợ xử lý. Và những chi nhánh khác cũng vậy. Ở Hà Nội thì cũng là số điện thoại là 0988 832 003. Tại Đà Nẵng là 0905 588 043. 4 số điện thoại này đại diện cho 4 chi nhánh, cũng như là 4 địa chỉ email này đại diện cho 4 chi nhánh để giải quyết cái vấn đề mà các anh chị đang mắc phải, để hỗ trợ giúp cho các anh chị có thể là trơn tru hơn trong cái phần công việc đồng hành cùng Oriflame của mình. Hay là đơn giản là những cái khách hàng đến với Oriflame thì cũng có những cái số điện thoại hotline liên tục xuyên suốt, lúc nào cũng trực sẵn để chờ và hỗ trợ những cái vấn đề các anh chị đang gặp phải. Rồi, nãy giờ thì các anh chị nghe Trinh chia sẻ, các anh chị có còn vấn đề nào không ạ? Nãy giờ Trinh chia sẻ thì về cái vấn đề xử lý giải quyết khiếu nại nè. Các anh chị có còn vấn đề nào gặp phải thì mình cứ comment bên dưới nha, và Trinh sẽ trả lời comment cho tất cả các anh chị nha. Rồi, bây giờ Trinh sẽ đọc comment lại. Có chị Nga Đặng nói là khách hàng không xài gì hết mà khi dùng sản phẩm bị nóng ngứa và lọc da ở vùng mũi và miệng thì sẽ xử lý thế nào? À, đây là trường hợp phản ứng nhẹ rồi nè chị Nga Đặng. Hồi nãy Trinh có hướng dẫn ở cái trường hợp phản ứng nhẹ này thì mình sẽ làm như thế nào đây các chị? Đối với những cái trường hợp phản ứng nhẹ này thì chị phải giải thích cho khách biết rằng là khách đang gặp phải tình trạng phản ứng nhẹ trên da do da quá yếu, trước giờ không sử dụng sản phẩm gì hết, và khi chuyển sang một cái quá trình chăm sóc được ưu ái. Nói chung là ví dụ giống như những cái đứa con gì đó, con đứa nào càng được cưng thì nó càng nhõng nhẽo hơn, đúng không ạ? Thì khi mà chuyển sang được chăm sóc như vậy á, thì nó sẽ phản ứng nhẹ lại, cho biết cho chúng ta biết được là mỹ phẩm nó đang thích ứng ở trên da của mình. Chính vì vậy mà các anh chị phải giải thích cho khách biết đó là cái tình trạng này là tình trạng phản ứng nhẹ, và mình sẽ cho khách ngưng sử dụng sản phẩm trong 1 đến 2 ngày đầu, và mình sẽ giảm liều lượng lại, mình sẽ dùng với cái liều lượng ít hơn và mình tiếp tục sử dụng, không có vấn đề gì hết. Mình cứ tiếp tục sử dụng như vậy cho da mình đẹp hơn ha chị Nga Đặng ha. Rồi, bạn BM Trần Hoàng có hỏi là em dùng lớp đi trời chàm chà nha đam thì em bị nổi mụn vùng chữ V dưới cằm ạ. Mụn vùng chữ V dưới cằm này có thể là do em sử dụng sản phẩm, trong quá trình em sử dụng em rửa mặt mà em đã chăm sóc rất là kỹ cái vùng trên mặt rồi, nhưng mà mình quên đi, mình không có chăm sóc cái vùng dưới cằm này, thì nó sẽ gặp phải cái tình trạng đó là ở đây nó sẽ còn tồn lại những cái bụi bẩn bã nhờn nè. Hoặc là bên cạnh đó là do mình rửa mặt cái mình quên, mình lau nhanh quá cái mình cũng chưa có rửa sạch ở cái vùng này, mình lau cũng không sạch vùng này, thì bụi bẩn bã nhờn nó tích tụ lại dần dần thì nó sẽ hình thành cái tình trạng mụn dưới cằm này. Thì em nên là xem lại cái quá trình chăm sóc của mình, cái cách rửa mặt của mình đã kỹ chưa, đã sạch chưa, từ đó thì nó sẽ giúp cho da mình sạch hơn và giảm cái tình trạng mụn hơn nha bạn BM Trần Hoàng nha. Rồi, còn ai có câu hỏi nào nữa không ạ? Nếu như anh chị nào không cần câu hỏi nữa thì mình sẽ kết thúc buổi livestream ở đây. Còn trong quá trình tiếp theo mà các anh chị có gặp phải những cái vấn đề mà khách hàng khiếu nại, hay đơn giản là chính bản thân các anh chị gặp phải, thì các anh chị cứ inbox với Trinh, Trinh sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh chị, hỗ trợ cho tất cả các anh chị cái phương pháp xử lý
để các anh chị yên tâm mà đồng hành với sản phẩm Oriflame nha. Dạ rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ạ.